Dạ vâng, em Sốt Hồng Đăng lại xin chào toàn thể các anh em làm thợ bẫy thú rừng. Thì lại tiếp tục đi thăm cái chỗ cái dấu vết con cầy bọc mán nó để lại, và cũng như là đi thăm cái bẫy cạm kiềng. Đấy, khu vực cạm kiềng thì em đặt ở khu vực trong kia kìa. Còn chỗ đây thì nó có một cái ụ mối. Thế thì thường thường mỗi năm hay về đây nó đi vệ sinh ra đây này. Đấy, video trước em quay cho các bác xem rồi. Đường đi rất là khó. Đây, đây. Thời gian này nó có về không? Thời gian này thì nó không về các bạn. Để nó về đây khá là cũ rồi. Không biết được đợt này nó có dính bẫy ở trên kia không. Đây, phần của nó đây. Đấy, ỉa. Để đối với các bác nào mà đi rừng ấy thì mà thấy những cái ổ mối như thế này đấy, hoặc là những cái hốc đá nó về nó ỉa phân ra như thế này, các bác đánh là chăm chăm sẽ dính này. Đấy, cứ tầm khoảng 2 ngày nó đi vệ sinh một lần. Đấy, phần này. Phần này thì không phải là cũ đâu các bạn. Đấy, nó chỉ vệ sinh cách đây khoảng độ tầm nửa tháng thôi. Nó tìm được chỗ khác rồi các bạn. Những năm trước là đồi nó còn rậm nữa thì cứ tầm đánh được một con tầm khoảng chục hai chục hôm nó lại về nó vệ sinh qua. Thì em hay đánh ở chỗ khe lõm này được rất là nhiều. Đấy, còn bây giờ lên chỗ khu vực thăm bẫy ở trên kia các bác nhé. Khu vực bẫy thì nó nằm ở thung lũng dưới đây các bạn này. Đấy, có được không? Nói chung là đi thăm bẫy này không biết có được không, nhưng mà rất là hồi hộp các bạn. Không được sao các bạn. Ở khu vực dưới đây. Ở một cái khu vực dưới kia. Thùng lũng này, sâu á. Chỗ này mỗi năm nó cũng nhiều lắm các bạn. Nhưng giờ hình như nó hết dần rồi xem. Đấy. Đi không cẩn thận là ngã xuống đây là chết dở, sâu lắm, cái sâu tầm khoảng 5-7 mét ở dưới đây. Không thấy được. Không được các bạn. Rồi, xuống rất là khó. Tìm gành đá. Đây, bẫy này. Khá là lâu rồi, nhưng mà bẫy vẫn rất là khỏe. Đây, bẫy này. Không được. Tiếc ạ. Chỗ này rất là đẹp các bạn, nhưng mà đánh không được. Cái khe của nó đấy. Gầm khe của nó chạy sang bên kia kìa, lỗ kìa. Nó đánh nó không thể vào các bạn. Tiếc thật. Bây giờ lên trên kia thu cái trên kia thôi các bạn. Còn nào bác nào về cần về cái mẫu cạm kiềng này nhé. Đấy thì các bác có thể là liên hệ trực tiếp cho bên em. Đấy, cạm này đánh từ hồi tháng 6 âm lịch đến bây giờ. Đấy, cái lực sập vẫn rất là mạnh. Và cái thứ hai nữa là độ bền của nó rất là cao. Nó không bị gãy đâu. Đấy, nó chỉ hơi han gió một tí thôi các bạn. Đối với han như này về mà lấy cái dầu đốt đèn hoặc là cái luyên thải của xe máy, các bạn có thể là quét qua. Đấy, quét qua thì nó sẽ sạch cái cạm. Đấy, nó sẽ bóng sáng trở lại. Thì cái tuổi thọ của cái cạm nó sẽ cao hơn. Còn nào các bác mua cạm nhé, thì ở bên cơ sở là sẽ làm cho các bác cái bàn đạp như thế này. Đấy, và cái dây phanh. Thì đánh cầy như thế này thì các bác nên sử dụng cho mình cạm 16 hoặc là 14 là ok. Đấy, một video ngắn thì xin giới thiệu tới các bác về cái mẫu cạm kiềng cũng như là cái buổi hành trình đi thăm bẫy đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bác ở những cái buổi video tiếp theo.